Vâng, xin chào bác đã biết kích kinh chưa ạ? Bác đã giới thiệu bác một mẫu xe Mountain Bike dòng nhựa hình gian, màu đồ cao cấp của gian XTC 820. Đây là các mô đồ mà được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm đến cái dòng xe địa hình 2775. Mẫu gian XTC 820, với mẫu 820 này bên em về rất là nhiều thời gian vừa qua. Cái mô đồ lần này em về còn là cái tông màu trắng ghi. Và bây giờ xin mời giá tổng thể những xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu dòng gian màu đồ XTC 820, mẫu gian kích thước vành lốp 27,5. Vâng, bên em nó rất về rất nhiều mẫu dòng XTC 800 và 820. Và lại em về một chiếc size cao, size M 820, màu đồ của gian XTC, khung nhôm Alu XSR 27,5. Alu XSR là sự viết tắt của từ Superlight, dòng siêu nhẹ. Thì những video trước đây em cũng có giới thiệu qua các bác biết rồi. Cái tông màu chủ đạo tông màu trắng, lũ ghi trên khung xe điểm chỉ từ thương hiệu gian. Qua các hình sử dụng có một vài vết xước chân khung, các bác nhìn rõ đây. Tổng thể xe không ảnh hưởng đến xe cả. Như mẫu dòng xe địa hình Mountain Bike thì những vết xước nhỏ trên khung xe là hoàn toàn không thể tránh được. Khung được trang bị với khung nhôm Superlight hoặc kim nhôm xương nhẹ của Alu XSR, chuyên dành cho những mẫu dòng xe đạp cao cấp của model gian, được trang bị với bộ rim sườn. Cổ phốt ghi đông chính hãng của gian cũng là cổ phốt ghi đông gian FL Superlight, được trang bị với củ tay bấm xả chính hãng của Shimano Deore. Đằng trước sử dụng cuối cùng phanh dầu chính hãng của Shimano. Bên phải em trang bị với tay bấm xả bên từng đĩa chính hãng của Shimano Deore, và cùng phanh sau được sử dụng cuối cùng phanh dầu chính hãng của Shimano Deore. Rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng gian 27,5 kích thước vành lốp cao hơn so với những mẫu thông thường, dòng kích thước lốp 26. Đúng cho các bác tư thế ngồi rất thoải mái với những mẫu dòng 27,5. Giảm sóc chính hãng của gian cũng đoạn theo xe, may ơn chính hãng của gian, may ơn nguyên bản theo xe. Vành cao cấp nhá, vành hiệu cao cấp của Deore XT M8000, cao cấp. Và bây giờ em xin giới thiệu qua bác về cái mẫu vành Deore XT. Vâng, thì cái mẫu gian XTC 820 bên em rất là hiếm về những cái mẫu và trang bị cái cặp vành gian, vành Shimano XT, Deore XT. Thì các bác chỉ cần lên trên mạng gõ là vành Shimano XT thì rõ ra rất nhiều trang web ở Việt Nam và những hãng bên nước ngoài. Thì cái mẫu vành Deore XT bên người em đây, Deore XT M8000 đây, 433 đô bác nhá. Đây là cái mẫu vành Deore XT đây, mẫu này mới thiệu qua cho bác bên cửa hàng bên em, mẫu vành cao cấp. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho bác về cái mẫu vành của Deore XT, mẫu vành cao rất là cao cấp. Đây, được trang bị trên những mẫu dòng xe gian XTC 820, và xe trang bị với cặp lốp chính hãng của gian kích thước lốp 27,5, mã QR code chính hãng của gian nhưng mà trên khung xe, phòng yên chính hãng và phòng yên gian, yên gian. Và lần này đặc biệt là về kèm cho bác chiếc mũ chính hãng của gian luôn. Đấy, mũ kèm theo xe, và có theo xe em tặng cho các bác mũ của thương hiệu gian luôn bác nhé. Mũ gian, mũ kèm theo xe. Các bác nào mua mũ XTC 820 này, củ đề sau được trang bị với củ đề rất là cao cấp, củ đề của Shimano SLX trên cả Shimano Deore.
gần như trùng cuối của dòng bao được 3 địa hình rồi. Trang bị với 10 tầng lip, Mayer chính hãng của Giang. Vành trang bị được PRXT, lốp qua 27,5, mùi đĩa trục rỗng, 3 tầng đĩa, đặt đĩa của Shimano DR, chiều cao của khung size M cũng nhé. Bây giờ Shimano chiều cao đứng của khung xe, còn chiều cao đứng của khung xe là size 45, chiều cao ngang của khung là size 54, tức là size M. Bây giờ các bác là từ 1m67 đổ lên, 1m67 đổ lên đi vượt xe. Bây giờ xin mời trực tiếp hoạt động của xe. Xe trang bị với củ đài SLX và group DR lên lip đây. 10 tầng lip. Xuống lip. Bên phải em là đùi lip trục rỗng, 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Bon chạy rất là bon, thân vụ mượt mà. Vâng, các bạn đã tổng thể xong chiếc gian đồ cao cấp của XTC820 được trang bị với group Shimano DR cộng group củ đài SLX rất là cao cấp, vành cặp chính hãng của Shimano DR XT và được tặng kèm theo chiếc mũ bảo hiểm chính hãng của thương hiệu gian với mảng theo xe. Và xe giá tốt anh em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là có liên hệ qua Zalo 0975 709943 từ YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai.